Ngày 28 tháng 1, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn không quân Ukraine ông Yuri Inat cho biết, Nga có kho dự trữ khoảng 900 tên lửa tầm xa với độ chính xác cao. Ông Inat nói, số liệu trên không có khác con số được ghi nhận tháng trước, vì số tên lửa mà Nga bắn gần bằng sản lượng của nước này. Ông cho biết, Nga vẫn còn khoảng 900 tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Nguyên nhân là do họ đã sử dụng số lượng lớn tên lửa trong 3 đợt tấn công tổng hợp lớn. Ông Inat thông báo rằng, Nga đang triển khai ít tên lửa Kalibr hơn và thay vào đó chủ yếu sử dụng tên lửa đạn đạo, khiến hệ thống phòng không Ukraine khó bắn hạ hơn. Trước đó cuối tháng 12 năm ngoái, ông Inat cũng tiết lộ kho dự trữ của Moscow là khoảng 870 tên lửa và ước tính Nga đang sản xuất khoảng 100 tên lửa trên một tháng. Hồi đầu tháng này, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine HUR Vadim Skibitsky cho biết, Nga có thể tăng cường sản xuất tên lửa và UAV cảm tử, nhưng hầu hết thành phẩm được đưa ngay từ nhà máy sang chiến trường Ukraine vì tình trạng thiếu hụt. Theo ông Skibitsky, Nga có khả năng sản xuất 115 đến 130 tên lửa chiến lược mỗi tháng, nhưng số lượng thực tế được giao sẽ khác nhau. Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine cũng lưu ý rằng, tên lửa hành trình được sản xuất vào quý 3 và quý 4 năm ngoái đã được phát hiện ở Ukraine, và đây là dấu hiệu cho thấy chúng mới được giao từ nhà máy. Trong cuộc tập kích mùa đông năm ngoái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, Nga đã phóng hơn 1.100 tên lửa hành trình và số lượng ra hết, tương đương vào Ukraine. Mùa đông năm nay, các cuộc tấn công của Nga không thường xuyên cũng như không lớn. Ngoài ra, năng lực phòng không của Ukraine cũng đã được cải thiện đáng kể nhờ các hệ thống phương Tây như Patriot của Mỹ. Tuy nhiên, Kiev nhận định có một loại tên lửa của Nga mà Ukraine vẫn chưa bắn hạ, đó là KH-22. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, kể từ tháng 2 năm 2022 đến nay, Nga đã phóng 300 quả tên lửa KH-22 và KH-32 vào các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Kiev chưa thể đánh chặn được một quả tên lửa nào trong số này, ông Inat nói. Tên lửa KH-22 bay với tốc độ 4.000 km/h. Nó lao vào mục tiêu chủ yếu theo quỹ đạo đạn đạo, nên việc đánh chặn không hề dễ dàng. Chúng tôi cần các hệ thống phòng không đặc biệt như Patriot. Đối phương đã sử dụng hơn 300 tên lửa loại này kể từ khi xung đột bùng phát. Ngoài KH-22, họ còn có phiên bản hiện đại hóa là KH-32. Có lẽ hiện nay những tên lửa này cũng đã được sử dụng. Ukraine muốn đàm phán nhưng không mời ông Putin dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Ukraine cho biết sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thụy Sĩ và đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự, thế nhưng không mời Nga. Cố vấn ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, chúng tôi chắc chắn sẽ mời Trung Quốc tham gia hội nghị này ở cấp cao nhất, cấp Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự tham gia của Trung Quốc sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc với phía Trung Quốc. Chúng tôi thu hút các đối tác của mình trên thế giới để họ truyền đạt cho phía Trung Quốc tầm quan trọng của việc tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Chủ tịch của Trung Quốc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố mối quan hệ đối tác không giới hạn ở Bắc Kinh chỉ 3 tuần trước khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, Trung Quốc đã tăng đáng kể nhập khẩu năng lượng từ Nga. Thụy Sĩ trung lập đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Ukraine về Ukraine theo yêu cầu của ông Zelensky, thế nhưng vẫn chưa ấn định ngày hoặc địa điểm. Phía Ukraine cho biết các nhóm vẫn đang nghiên cứu chi tiết. Trước đó, giữa tháng 1 vừa qua, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã bác bỏ yêu cầu gặp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã nói với trang tin Politico rằng Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu gặp mặt của Kiev vào một thời điểm nào đó trong chuyến thăm Thụy Sĩ chung của họ. Trong khi một quan chức Mỹ khác nói rằng Trung Quốc đã loại trừ bất kỳ cuộc gặp gỡ ngoại giao nào với Ukraine theo đề nghị của Nga. Quyết định của Trung Quốc không gặp mặt người Ukraine có vẻ là cố ý chứ không phải là do vấn đề về lịch trình. Song, một quan chức Ukraine tuyên bố rằng không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa ông Lý Cường và ông Zelensky, trong khi chính phủ Trung Quốc từ chối bình luận. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, cố vấn an ninh của Ukraine nhắc lại việc các cố vấn an ninh quốc gia của 28 quốc gia đã tham gia các cuộc đàm phán bên lề hội nghị thượng đỉnh Davos tập trung vào kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine. Nga đã không được mời tham dự. Trước đó, Nga nói rằng kế hoạch 10 điểm của Ukraine sẽ không có kết quả. Cố vấn Ukraine ca ngợi sự tham gia của nhiều nước từ Nam bán cầu tại cuộc đàm phán bên lề Davos, cho biết Ukraine hy vọng sẽ duy trì được mức độ này tại hội nghị thượng đỉnh tới. Đại diện của Trung Quốc đã tham gia một cuộc họp về Ukraine ở Ả Rập vào mùa hè năm ngoái. Ông Tập và ông Zelensky cũng đã nói chuyện qua điện thoại.
Bắc Kinh năm ngoái cũng đã đưa ra kế hoạch 12 điểm cho hòa bình tại Ukraine, bao gồm tuyên bố ngừng bắn. Thế nhưng, không quy định Nga phải rút khỏi bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà họ đang chiếm giữ. Trong các cuộc tấn công gần đây, xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chủ động dùng UAV, loại nhỏ, giá rẻ, để tấn công ngành công nghiệp dầu khí của Nga, nhằm khuấy đảo các tuyến tiếp tế cho quân đội Nga. Vài tuần qua, hỏa hoạn đã bùng lên tại một số cơ sở năng lượng bên trong nước Nga sau những vụ tấn công bằng UAV, bao gồm một nhà máy lọc dầu Rosneft ở Tuse, một cơ sở lưu trữ cũng của hãng Rosneft tại Klinsy và ga Ust-Luga trên biển Baltic của hãng khí đốt Novatek. Một chuyên gia an ninh năng lượng của Ukraine cho biết, các vụ tấn công vào kho dầu và cơ sở lưu trữ dầu làm xáo trộn các tuyến hậu cần và làm chậm hoạt động tác chiến. Vị chuyên gia lưu ý, việc làm đứt gãy các tuyến cung ứng vốn đóng vai trò như mạch máu nuôi cơ thể là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống Nga trên chiến trường. Ngoài khía cạnh hậu cần quân sự, chuyên gia cũng cho rằng các cuộc tấn công nhằm gây thiệt hại cho một ngành công nghiệp mang lại nhiều lợi ích kinh tế của Nga và chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Bloomberg đưa tin, cuộc tập kích ga Ust-Luga bên bờ Baltic cũng như thời tiết xấu trong khu vực đã cản trở nghiêm trọng hoạt động vận chuyển dầu thô của Nga bằng đường biển, hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng. Tờ Washington Post mới đây đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ ý định trước các cố vấn của ông về việc áp mức thuế cố định 60% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu ông lên nắm lại quyền trong Nhà Trắng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu quyết định thuế trên thực sự xảy ra, thì điều này sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Thậm chí những tác động này còn tồi tệ hơn nhiều so với cuộc chiến thương mại mà cựu Tổng thống đã bắt đầu với Trung Quốc vào năm 2018. Theo một báo cáo của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, việc chấm dứt vĩnh viễn thương mại bình thường với Trung Quốc sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 1.600 tỷ đô la Mỹ. Trong các cuộc vận động tranh cử, ông Trump luôn nhấn mạnh với người ủng hộ rằng ông sẽ đảo ngược vị thế của Trung Quốc, đang là quốc gia được ưu đãi nhất về thương mại. Cựu Tổng thống Trump cam kết sẽ có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc hơn chính quyền hiện tại của Tổng thống Joe Biden. Phần Lan đã xác định được hai ứng cử viên giành quyền tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. Theo đó, cựu Thủ tướng Alexander Stubb và cựu Ngoại trưởng Pekka Haavisto sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 11 tháng 2 tới đây. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm qua 28 tháng 1, cựu Thủ tướng Stubb giành được 27,2% tổng số phiếu bầu, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối thủ Haavisto là 25,8% số phiếu. Do không có ứng cử viên nào đạt được hơn 50% phiếu ủng hộ, nên hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2. Tỷ lệ cử tri Phần Lan đi bỏ phiếu trong vòng 1 là 74,9%, tăng so với mức 69,9% của cuộc bầu cử năm 2018. Theo một số nhà phân tích, dù những vấn đề về chính sách an ninh và ngoại giao trong bối cảnh địa chính trị ở châu Âu có nhiều biến động được xem là mối quan tâm chính trị của cử tri hiện nay, nhưng các vấn đề như chính trị trong nước và quan hệ với người lao động vốn nằm ngoài quyền hạn của Tổng thống Phần Lan cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử lần này.